Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh vừa phẫu thuật thành công cho nam bệnh nhân bị dao cạo mũ đâm xuyên người. Bước đầu bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch và đang được theo dõi, hồi sức tích cực. Bệnh nhân là anh Lê Hữu Phước, 28 tuổi, ngụ xã Tân Bình, thành phố Tây Ninh, nhập viện khoảng 21 giờ ngày 2 tháng 8 trong tình trạng hôn mê, da xanh nhợt do sốc mất máu. Trên người bệnh nhân là một lưỡi dao cạo mũ cao su liền cán tầm vông dài gần 1,4 mét đâm thủng bụng. 8 giờ tối là nó đi ra này cạo mũ mà trời mưa râm râm, cái nó đi cái nó ra ngoài hỏi nó trời mưa râm râm rồi sao con, cái nó nói vậy để chút hết mưa rồi cạo mẹ, cái nó đi vô mà cái dao thì nó không chịu để ở ngoài cái giường mà nó sợ mất hay sao nó mới đi chạy vô á. Chạy vô chị ngồi trong chòi, chị nghe một cái đùng, chị thấy nó té hết hồn, cái ra chị chạy ra tới nó phải mẹ ơi, cái dao nó xiên, nó đâm xiên lủng cái bụng của con luôn rồi. Kết quả thăm khám, anh Phước bị lưỡi dao thép trắng cạo mũ 20 x 5cm hình chữ Z đâm xuyên qua ổ bụng, gây đứt nhiều mạch máu, rách nhiều đoạn ruột, gây thoát dịch trong tá tràng ra ổ bụng, rách mạc treo đại tràng và nhiều khối cơ bụng, cơ lưng, mất máu cấp. Hơn 5 giờ thực hiện ca phẫu thuật, hiện bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, được truyền các chế phẩm máu và đang trong quá trình hồi sức tích cực, theo dõi.